dù cực khổ đến đâu, chị em tôi vẫn hãnh diện là con của bố mẹ. Chị em tôi cố gắng chăm học để khỏi phụ công lao của bố mẹ. Và riêng tôi, vì đền bù lại tình thương và sự cực khổ của mẹ tôi cho chị em tôi có ngày hôm nay, tôi ao ước lớn lên sẽ trở thành một người thợ may giỏi, để tặng mẹ tôi chiếc áo dài cưới thật đẹp, thay cho cái áo dài mà mẹ tôi đã hy sinh nó để chị em tôi được cắp sách đến trường như hôm nay. Tôi chưa bao giờ được thấy mẹ mặc áo dài, nhưng tôi biết chắc mẹ mặc áo dài thì đẹp lắm. Bố tôi cũng nói thế. Tôi sẽ làm tất cả để mẹ tôi có thể tự hào về con gái đoan trang của mẹ.